Có tính năng Go Live, Sơn không hiểu là Go Live là gì. Em chào bác sĩ ạ. Chào bạn. Anh có nhớ em không anh? Mình gần nhớ. Nhiều nhiều bệnh nhân quá nên là mình không nhớ hết được. Bạn tên là gì nhỉ? Em là Thảo. Em ở ở trong cái group Zalo mà MCN đấy anh. ACN à? Mình chắc là trong group Zalo à? Đúng rồi ạ. Chắc là MCN đấy ạ. Ok, thật là mình thấy một cái nhóm gì đấy mời mình vào, nhưng mà mình kiểu mình bận quá nên mình cũng chưa vào xem. Ok, chào Thảo. Thảo bao nhiêu tuổi rồi? Em mới tốt nghiệp, em sinh năm 99. 99 à? Ok. 99 là chúc mừng nha, sắp tốt nghiệp nhờ. Không biết là dịch bệnh như này thì thi cử học hành thế nào nhỉ? Thất nghiệp ạ. Thất nghiệp à? Không phải thì chắc chắn là thất nghiệp rồi. em Thảo ấy ạ, em học ngành gì? em là thương mại điện tử. Thương mại điện tử mà lo thất nghiệp á? Lúc mà em đang ăn trưa ở công ty, thế là bố em mới điện thoại bảo Thảo ơi về ngay đi, nhà mình sắp phong tỏa rồi đấy, bây giờ không về là không về được nữa đâu. Thế là em phải vội xin anh leader nghỉ việc để em đi về. Xong rồi buổi chiều phong tỏa luôn, mà không chịu được. Em ở đâu Bây nhỉ? giờ em ở Hà Nội anh ạ. Giờ toang lắm. Chỗ nào Hà Nội? Em gần đại lộ Thăng Long. Đại lộ Thăng Long hình như là bên Mỹ Đình hay là Nam Từ Liêm nhỉ? Em Hay Cầu Giấy nhỉ? kiểu Thiên Đường Bảo Sơn đi anh, gần Mỹ Đình. À, Thiên Đường Bảo Sơn. Đúng rồi. Ngày xưa anh cũng có bệnh nhân ở đấy, lên ngày nào cũng đi đi mấy chục cây luôn. Hình như phải là 3 hay là 40 cây hay 50 cây gì đấy, đúng không? Mình ở Vĩnh Tuy, ở chỗ mạn Kim Ngưu ấy. Thế thì xa thật anh ạ. Cái cây xa đấy, tầm Ừ. 25 cây. Ngày xưa mà không dịch là khu bệnh nhân ở trên đấy là người ta đi hàng ngày luôn đấy. Qua anh ấy, còn qua thì đường Bảo Sơn đấy, anh hay đi đường Đại lộ Thăng Long rồi. Anh bảo ở chỗ gì, quê hương của ông Lê Đình Kình gì đấy, ở cái mạn gì ấy nhỉ? Đấy. Gần đấy. Mà ngày nào anh đi 50 cây, có là đi xe ô tô là đi 1 tiếng về, 1 tiếng lên, à đúng hơn, nếu mà không tắc đường là hơn 1 tiếng, còn tắc đường là 2 tiếng đi lên, 2 tiếng đi về, đi chữa nữa là một ngày mất nguyên nửa buổi. Ngày nào anh đến chữa, anh mới sinh năm 90 nhưng mà bị cũng khá nặng vì thoát vị cổ với lưng. Thế thì công mình đi cũng phải tính gần bằng tiền thuốc đúng không anh? Quá, nếu mà anh ô tô không ô tô quá. Quá luôn. Anh cái phương pháp chữa nhà anh thì là cũng bình thường, bình dân mà, nói chung là phù hợp với lại đại đa số mọi người. Vâng. Em thật ra là lúc em nhìn cái gì ấy, lúc em nhìn mà livestream của anh ấy, em thấy cái Dr. Sơn, em không biết là có phải là người ở trong cái group Zalo không, bởi vì là trong cái group Zalo cũng có một anh tên là Dr. Sơn. Nhưng mà em cứ ấn xong rồi trúng đâu thì trúng. Thế là thấy anh chấp nhận luôn. Thì cũng chắc là cũng cũng anh em Có có duyên đấy, bởi vì duyên. vừa xong anh đang live stream thì đấy có mấy người người bấm gì đấy, gọi này gọi là go live à, hay là cái gì nhỉ? Đúng rồi, go live anh ạ. Go live thì thực ra thì trong những lần live trước anh chưa hiểu go live là gì, như là gọi là chiến đấu hay là chiến gì đúng không? Đấy, gọi Vâng, đúng là rồi. thi đấu đấy thì anh không hiểu lắm, bởi vì anh còn trẻ, nhưng mà anh thì anh hay nghiên cứu về cổ truyền, thì mình những cái gì cổ là mình hay nghiên cứu đấy, những gì mới thì mình lại ngại tiếp thu đấy, kiểu thế. Thì có nhiều cái trường hợp là người ta kết nối đến người người ta không không hỏi đúng trọng tâm lắm, toàn nói chuyện tào lao. Có một lần có nghĩa là có một cái chị ở trong gì đây, có một bạn trẻ ở trong miền Tây gội đầu cắt tóc chuyện tào lao. Thế là đâm ra là mình, thế anh hay từ chối, nhưng mà nay không biết làm sao lúc vừa xong mấy người ấn go live cùng nhưng anh không ấn, thì có em thì anh lại ấn. Thế đúng đúng luôn cái nói chuyện, đúng cái vào trọng tâm công việc. Thảo thì em sinh năm 99 à, em Vâng ạ. có vấn đề gì không, muốn hỏi anh không? Sức khỏe của em thì chưa có đau xương khớp gì cả. Nhưng mà gì nhỉ, bố em với cả ông em thì cũng làm về xương khớp, là gia truyền luôn.
ông em chữa xương khớp cũng hay hay đi ra nhà của bệnh nhân để chữa rồi xung À. quanh. Ông em thích đi À. lắm, ông em toàn bảo là ta thích đi đến nhà, bởi vì À. À. đấy. À. À, thế là ông với bố em là cùng làm nghề đúng không? Vâng, đúng rồi, Chữa cùng xương là bác sĩ. khớp Vâng. à. Bác sĩ luôn à? À. Vâng, đúng rồi ạ. À. Thế Đấy, là thế. em này không theo nghề của ông với bố, với là cái nghề chữa xương khớp thì nó vất vả quá đúng không? Con gái với cả là em cũng sợ cái ngành đấy, em không làm được. Đúng Thấy rồi. mặt em đã sợ rồi. Ừ, đúng rồi. Nói chung là nó phải có duyên đấy. Nhiều ngày Vâng. xưa anh học là nhiều bạn là cũng nhà gia truyền đời thứ năm thứ sáu, nhưng mà đến đời thứ năm thứ sáu thì các bạn không theo. Vâng. Đấy. Nhưng mà nếu mà mình thích mà học theo được thì nó tốt. Mới rồi là À, nó không phải à. là đam mê của mình. Bố em toàn bảo là Ừ thích thế, ừ. mày được thì bố chuyển cho kiếm Ừ tiền ngon ăn. ừ. Thế à. Thế là sau này em làm thương mại điện tử thì bây giờ xu hướng thương mại điện tử mà. Ví dụ trong thời gian dịch bệnh như này, người ta mua bán chỉ có qua mạng mà đúng không? Đấy. Vâng. Càng Nhưng ngày càng mà phát triển thì bạn em bán online bây giờ cũng gọi là lẹt đẹt lắm, bởi vì là bán trên mạng thì đơn hoàn về nó cũng nhiều, bởi vì các bạn không nhận được hàng, xong rồi ship cũng chỉ ra đến được tận nhà. Đơn hoàn cao quá thế là cũng phải tăng bán. anh đợt vừa rồi anh gửi thuốc vào trong bạn miền trong là gần như là phải hàng tuần đấy. Nói chung là đến nơi rồi nhưng mà nhiều khi là vì lý do như dịch giết người ta hoãn những cái thứ Vâng. đấy. Đấy. Nhiều bệnh nhân gửi thuốc đến hỏi sao phí đắt thế, bảo gửi bưu điện như dịch dã thì phải đắt lên. Thế Đúng là rồi. người ta lại không chấp nhận trả ấy, thế nó lại hàng lại quay đầu. Anh bảo thôi chấp nhận thôi, bởi vì là vấn đề là người ta nhờ mình gửi thuốc thì mình cũng 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 gửi vào cho người ta, nhưng người ta không nhận thì thôi anh bảo với anh ship là anh cứ ship qua lại đi thì hết bao nhiêu em gửi, người ta nếu không nhận thuốc thì thôi thì Hơi mất khó khăn công ấy. lắm. Mất công mình gói thuốc các thứ. Đấy cái thuốc anh nói em nhá, ví dụ thuốc có những dạng hoàn ấy thì mình gửi đi được, bởi vì là dạng hoàn những cái bài thuốc chung, ví dụ như là đồng ý những bài thuốc như là quy tỳ ấy, thì dành cho những trường hợp là kém ăn này, hay là thiếu máu hay da xanh ví dụ thế, là mệt mỏi đúng không, Đúng hay là rồi. hoàn về dạ dày hay đại tràng ấy, thì đấy là cái bài thuốc chung mà ai dùng được, thế mà họ quay đầu được. Nhưng mà những người mà anh lại hỏi theo bệnh như là đông y có một cái tứ chẩn gọi là vọng văn vấn thiết ấy, là cắt thuốc thang mà tự sắc theo từng người ấy, thì cắt vào người ta không nhận là quay ra thôi anh chỉ bỏ thuốc đi. À, rất là hay bỏ Đấy. luôn. Ừ, đấy, nói chung là làm nghề vất vả lắm, nhiều khi là làm ngày thì chữa bệnh là châm cứu cũng bấm cũng nắn thì cũng các kiểu cũng mệt mỏi, rồi tối làm thuốc gửi thuốc đi, nhưng nhiều khi là cũng gặp trường hợp như thế đấy em ạ, không không đơn giản đâu. Thôi em làm thương mại điện tử cho nó nhàn, chứ Ôi làm nghề này vất vả trời. Nghề nào cũng có cái khổ riêng anh ạ. lắm. Không Nhưng biết. mà thương mại điện tử như này nhá, anh gặp rất nhiều trường hợp là trẻ như em này, hoặc là tầm hai mấy 30 ấy, có nghĩa là làm bán hàng online, chạy chạy quảng cáo là Facebook ấy, một ngày chạy khoảng tầm 7-80 triệu là chạy cho công ty ấy. Có là ngồi quá nhiều luôn, là ngồi ngày khoảng tầm mười mấy 20 tiếng, có là cái sau đó là bị đau xương khớp vì cong vẹo cuộc Đúng sống rồi. về sức khỏe kém, nói chung là phải đánh đổi, nghề nào vất vả thôi. Đúng đúng anh ạ. Em lần đầu đi làm ấy, xong rồi em ngồi kiểu là full time, lần mình chưa quen. Thế là đi đi về đau hết cả người, mỏi mắt các thứ. Mà cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ đi làm công ty thì làm sao mà tránh khỏi được. Bố em vẫn hay dạy em lúc nào mỏi mắt hay là cái gì thì làm thế này này này. Đấy. Thì nó còn đỡ hơn một tí. Chứ bây giờ nhiều bạn mà yếu ấy, đau xương khớp rồi các thứ, lại phải nhờ bác sĩ. Anh như năm gần đây thì cũng thông qua mạng TikTok thì anh được biết là có rất nhiều các bạn trẻ, thậm chí tầm tuổi như em nhá, sinh năm 99 là năm nay khoảng tầm 2 cũng 22 23 rồi đúng không? Tính cả tuổi đẻ là 23 tuổi rồi. Mà thậm chí là 23 tuổi là bị xương khớp nặng luôn. Có nhiều nguyên nhân lắm. Có bạn ví dụ như là tầm tuổi em nhá, nhưng mà đi tập gym, bạn trai đi tập gym. Đi tập gym là cũng không tìm hiểu về khoa học là tập gym như nào cho đúng, hay là tập gym phải có PT đấy, ví dụ như mua, ví dụ cũng là sinh viên hay là cũng là trẻ tuổi thì cũng mua cái gói khoảng tầm 200-300 hay 400 nghìn một tháng ấy,
thì ra tập tạ thì cứ đẩy tạ thì cứ nghĩ là ôi giời, đẩy thì cứ đẩy này nặng là tốt, xong rồi cứ đẩy nhiều ấy, nhìn người ta tập Ôi thế cứ là đẩy tốt đẩy đấy, rồi. thế tập sai như thế, tập quá là nó bị gì, Đúng rồi. bị sai thế nó bị tổn thương đấy, tổn thương xong rồi cơ nó co, nó kéo chặt cái đốt sống. Thế là nó có những bạn nhá, đến nhà anh ấy, em đẩy xong ở cái phần ở thắt lưng đấy nó bị gần như bị liệt luôn mất 3 tháng, có bạn thì đẩy cái vai phần ngực này nhiều thì kéo lệch luôn đốt sống cổ ra đấy. Đấy, Ồ. rất là nhiều đấy, Sợ nhỉ. mà không hiểu sao bây giờ sao anh thấy là các bạn trẻ gặp rất là nhiều luôn đấy, thậm chí tầm tuổi em đấy, người ta bảo tầm tuổi 17 để gãy xương châu, nhưng mà không hiểu sao bây giờ các bạn yếu Bệnh tật nhiều rồi. quá. Có khi về già còn đau hơn cả bố mẹ bây giờ ấy chứ. Ừ, đúng rồi, bởi vì anh tìm hiểu ấy thì ngoài cái vấn đề về bây giờ, ví dụ vấn đề ví dụ như cái nghề nghiệp của em đi, là cái nghề về thương mại điện tử đúng không, thì Vâng. là nó phải thì nó anh nghĩ là nó có khoảng lịch sử tầm 5-10 năm trở lại đây thôi, bởi vì trước đó thì nói về thương mại điện tử thì ở nước ngoài có như Rồi. trang Amazon hay là Alibaba đúng không, Vâng, đúng đấy, rồi. Việt Nam thì mới có ví dụ Shopee hay là Tiki hay là Lazada ví dụ thế đúng không, thì nó cũng là gọi là nghề nghiệp mới đúng không, hay là 4.0 là những nghề nghiệp về về thương mại điện tử về về về, về đúng không đấy. Ví dụ cái thời trước kia, ví dụ thời như bố bố em hay thời thời bố anh ấy, thì làm gì có cái công việc thương mại điện tử này đúng Rồi. không, ví dụ như là có làm nghề ấy, thì cũng cũng là cũng phải có bùa vụ, mà nó không đến nỗi nó phải ngồi làm việc quá nhiều một thời gian như thế, Đúng nên rồi. là bệnh ngày xưa không giống bệnh ngày nay đấy, nó tùy thuộc vào cái môi trường và công việc nó khác Đúng nhau em ạ rồi, đúng rồi anh ạ. đấy. Giờ sinh ra đủ thứ bệnh. Anh vừa nói Đấy. em bảo thẳng lưng lên. À, đấy 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 anh vừa xong anh ngồi xem nào, anh ngồi nói cũng là hơn 1 tiếng rưỡi rồi, anh gặp À. em nó là đấy nhá. Mọi người trên live stream ơi, thẳng lưng lên. Đấy rồi, Em biết ngồi sao khi ngồi thẳng lưng thì nó sẽ giảm cái áp lực lên, cũng như là cái áp lực giảm lên cái cột sống cái đĩa đệm, thì nó gần như là nó là tối thiểu đấy. không? Vâng. Thế thì nhiều người bảo anh là bị thoái hóa thoát bị đốt sống cổ thì nó có phải làm nặng gì đâu, chỉ ngồi ngồi như thôi, nhưng tại sao lại bị thoát vị, thì anh bảo là thoát vị thì chắc chắn là nó phải một cái lực lén lên đĩa đệm rồi. Thế thì vấn đề là ví dụ như cái đầu, cái hộp sọ mình, đầu anh đầu em ấy, nó nặng khoảng tầm 5 đến 10 cân thôi, nhưng mà ví dụ như là 5 10 cân nhưng mà nó ngồi liên tục trong 1 giờ nó khác với lại ngồi liên tục trong 2 giờ, lại khác ngồi liên tục trong 5 giờ, hay nó khác ngồi liên tục trong 10 giờ đúng không, thì cái trọng lực nó đè nén lên đĩa đệm nó khác nhau hoàn toàn, hay như giống như câu chuyện tập gym đấy, như bây giờ là trở lại câu chuyện vừa nãy là cái bạn trẻ vào tập vào phát nó nghĩ là phải đẩy khoảng 70-80 cân, thế tại sao không đẩy khoảng tầm tầm 10-15 cân nhưng mà đẩy nhiều lần lên thì cái trọng lượng nó vẫn bằng như thế đúng không đấy, thì bây giờ em hình dung là cái hộp sọ này nó khoảng tầm 5-10 cân nhưng mà ngồi làm việc trong khoảng tầm nếu mà cái những người làm nghề như em phải tầm ít nhất 8 tiếng một ngày, thì nó phải áp lực lên luôn luôn lên, áp lực lên đệm quá tải vào trong nhiều ngày nó gây nên đúng không đấy. Vâng. À. Nhiều lúc đau cổ lắm. Em phải thế này. Đấy, bây giờ em đang À. hơi hơi đau cổ đây này. À, thế thì em này đau khổ đơn giản rồi, bởi vì có ông có bố xử lý cho đúng không, hay là ít Vâng. ra là bố với ông là cũng chỉ cho em những cái cách để tự Vâng. mình đúng không đấy. Vâng. Nhưng mà nó chỉ gọi là sơ cấp thôi. Còn nếu mà bố em Ừ. làm thì sẽ chuẩn chỉ hơn. Bố em thì không cho em tự làm giống bố. Bởi vì là có chuyên À thì chắc môn chắn thì... rồi. Ui, bố em Đúng kiểu rồi. cái thế này này, thế này này, đau Ờ. lắm, em sợ lắm. Ừ. Thế Nói là chung Thảo có tập môn thể thao gì không em? Ngoài là làm việc ra. em thì thường xuyên tập thể dục, nhưng mà em tập thể dục là kiểu squat rồi là À. đấy, kiểu kiểu tập về cơ, những cái bài trên YouTube em tự tự tập ở nhà thôi. À ok, squat là tập về mông với đùi đúng không? Đấy đấy, mấy cái bài kiểu Eo như à, mông 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 squat là mông. Đúng rồi. vâng, mấy cái bài Ừ. về cơ em cứ tập bừa ở trên YouTube, thế là em tập theo. Ừ Còn thể thì thao vấn đề thì là YouTube cũng là tập mà em, vấn đề là mình có muốn chịu tìm hiểu hay không thôi. Bởi vì là sao? Bởi tóm lại là thầy gì thầy. Em học nhé, ví dụ hình dung như là học hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 ấy, thầy là cũng dạy mình đúng từ sách mà ra. Cũng là thầy và mình cũng đọc sách đúng không? Cấp 2 cũng thế, thầy và mình cũng đọc sách. Cấp 3 là thầy và mình cũng đọc sách, đúng không? Kể học đại học là nó đọc sách khác hơn, là thầy mình cũng đọc sách. Đấy. Bây giờ ví dụ như em tụi em học thì YouTube là thầy của em,
có đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế thì vấn đề bây giờ là mình có muốn chịu tìm hiểu hay không, nhưng anh nghĩ là nếu mà chịu tìm hiểu thì không 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 thiếu các cái cách để mình tự mình học đúng không? Và quan trọng là có gọi là kiên trì hay không, chứ thể dục các thứ nhiều lúc mình cũng muốn lười lắm, Đúng rồi. nhưng mà bây giờ lười thì nó lại như cũ, cho nên là phải tiếp tục. Lười cũng đúng thôi, bởi vì sao? Bởi vì như anh thế, ngày xưa anh ở quê, không biết là em gốc Hà Nội đúng không? Vâng ạ. Anh ở quê thì ngày xưa anh có một cái thói quen là ngủ sớm dậy sớm. Kể học nhất anh ngủ khoảng tầm 8 giờ anh ngủ phát đến 12 giờ, 1 giờ anh dậy học đến sáng, ví dụ thế. Có là cái thói quen mình ngủ sớm dậy sớm, nhưng mà từ hồi anh lên Hà Nội này, anh lên Hà Nội thì từ 29 hay 10, mười mấy năm rồi. Thì có nghĩa là mình năm đầu tiên, qua những năm đầu tiên nha, anh dậy từ 5 giờ, 5 rưỡi anh nhận bệnh nhân đầu tiên, như thế. Nhưng bây giờ anh phải tầm 7 giờ, 7 rưỡi anh dậy, thậm chí 8 giờ anh dậy. Tức là mình theo nhịp sinh sinh học trên này rồi. Ngủ Nhưng mà tính cách của anh thì cũng cái thói quen sinh hoạt của anh vẫn là hợp hợp với tính cách của bác sĩ. Bởi vì À, là nói hồi chung trước anh là dạy như thế là healthy đấy. đúng rồi. Heo kỳ hình như là ăn uống Lành một mạnh. cái cách ăn uống khỏe mạnh đúng không? À. Vâng. Chứng tỏ là em còn trẻ nhưng mà nghĩa là nhà có nền tảng về y học, với hai là cũng có cái chắc là chắn là về nhà có nền tảng nên là có cái ý thức về chăm sóc sức khỏe Vâng, đúng đúng không? rồi. Rất Vâng. là à. Tức là kể nói chung là bố em bác sĩ cho nên là cũng cẩn thận về cái vấn đề sinh hoạt. Đôi khi mình không muốn đâu nhưng mà vẫn phải theo bố, thế là từ đấy nó cũng nghiện cái thói quen đấy luôn. Chứ Ok. em cũng không thức được muộn như các bạn đâu, các bạn toàn thức 2 giờ sáng em không thức nổi. Em 12 giờ đi ngủ rồi. Đấy. Thế mà làm về thương mại điện tử mà thức đến 12 giờ đi ngủ là cũng kinh đấy. Khi nào mà bận thì thức muộn hơn, còn không thì về 1 rưỡi 2 giờ. Tại vì là anh có những cái bệnh nhân ấy, người ta làm ví dụ như là làm ở trang Amazon chẳng hạn, thì Vâng. làm chủ yếu là làm về đêm, đa số Đúng là rồi. làm về IT điện tử làm về đêm. Hay làm với người nước ngoài hay làm về đêm là nhìn nó là như thế đúng Đúng không? rồi. Đấy. Thương mại điện tử mà cái ngành chạy quảng cáo Facebook đi anh là phải kê chiến dịch thường xuyên. Ngủ sau 12 giờ thì nó cũng thấy là bình thường. Đấy, Đấy. đấy không, người ta bảo là con gái mà chạy Facebook ads là nhanh già. Đúng Là kiểu thức rồi. đêm các thứ. Không có người yêu. Ok, thế là em là năm cuối nhỉ? Em mới tốt nghiệp tháng 5. À, tốt nghiệp tháng 5 à? Thế là ra trường rồi nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. À, Mới đi ra làm trường. rồi đúng không? Giờ em đang làm online. Bởi vì là Ok. vừa xin nghỉ ở cái chỗ kia xong để nghỉ ở nhà, cho nên là phải tìm việc online, khổ lắm. Không được làm Ok. cái công việc mình thích nữa, làm online thì phải làm cái khác. Dịch khó khăn. Ok. Nói chung là anh thấy là dịch bệnh ví dụ từ năm ngoái năm nay là ví dụ 3 đợt dịch trước nhá. Vâng. Thì anh thấy là công việc của anh vẫn bình thường, thậm chí vẫn phát triển tốt. Nhưng mà đến đến đợt dịch này ấy, thì anh thấy là mọi người, đa số mọi người nói là cực kỳ khó khăn. Đấy, Đúng ít rồi. nhất là cái khâu đi lại thứ là nó hạn chế. Ví dụ đúng không? Đấy. Đúng rồi anh ạ. Khó Ví dụ khăn. như giao hàng ấy, ít nhất ví dụ đơn có thể là ra nhưng mà vấn đề giao nó chậm hay là đúng không? Hay là nó Vâng. ùn ứ lại, nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Em có 3 đơn Shopee đây mà shipper đang giữ hộ em bởi vì không sao đến được. Cũng là Hà Nội Vâng. Khó lắm. Giờ em nhận hàng rồi ship hàng không ship được đến đây. Cho nên là những cái bạn là bán Shopee các kiểu đơn hoàn nhiều lắm. Không ai đúng nhận được. rồi đúng rồi nhà anh, cái đợt đầu đầu dịch, cái đợt cấm từ 22 mấy nhỉ, 24 tháng 7 đúng không, thì có Vâng. mấy bạn đang điều trị nhà anh cũng bán hàng Shopee, bảo ôi anh ơi bây giờ chậm lắm, nhức chán lắm. Xu thế chung rồi, biết làm thế nào. Nói chung mày là người nào cũng ảnh hưởng hết em ạ. Như Vâng. anh xem báo như là ở trong Sài Gòn ấy, có những người ta đi bộ về nhà đúng không, đi xe đạp về nhà, chứng tỏ À. là nó phải quá khó khăn hay như nào người ta mới như thế đúng không? Đấy. Mình đây còn sướng chán. Em
Anh đặt đầu ấy, có những cái ngày anh đông bệnh nhân khoảng tầm 3 40 bệnh nhân đấy. Vâng. Thế Cái đợt dịch đợt này anh khoảng tầm ngày 3 4 bệnh nhân đấy, lúc đầu thời gian đầu anh cũng 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 buồn buồn đấy. Anh bảo thôi không sao, bây giờ mình còn nhiều sách, mình còn thứ nhất là mình nghỉ ngơi này, hai mình đọc sách, ba mình này, thời gian cho gia đình không sao cả đấy. Mình nghĩ thế, nhưng mà mình lại tự nhiên mình lại cứ đang đông bệnh nhân, tự nhiên đang ít bệnh nhân thì suy nghĩ về thêm trầm cảm, stress, mất ngủ, mất ăn này thôi. bây giờ là mình phải nghĩ tích cực thì cơ Đúng thể rồi. mình nó mới khỏe mạnh, nó đánh con COVID được anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, em đi tiêm vaccine COVID về, à nhầm, vaccine phòng chống COVID về. Thế là em bị sốt xong rồi không làm được một cái gì. Bố em bảo là tiêm xong rồi không có máy tính điện thoại gì nhiều cả, phải ngủ đúng giờ đi. À, Đúng để rồi. phục hồi nhanh. Đúng. Nhờ em thấy tiêm cái đấy sốt kinh quá, đau Em chán là tiêm mũi 1 à? em mới tiêm một lần thôi Tiêm là AstraZeneca đúng không? đấy ạ. Em tiêm AstraZeneca. Đấy thì mọi người bảo là cái đấy thì nó lấy trực tiếp từ con virus gây bệnh và nó làm yếu, thì đa số là tiêm mọi người đa số là đều có phản ứng sốt với đau người mệt mỏi. Đúng rồi. Bây giờ Nhưng em mà đã cái đỡ sốt rồi, vẫn còn đau đau ở bắp tay. thì nó phải có phản ứng, thường thường nó phải phản ứng sốt như thế nó mới tốt được đúng không? À, vâng đúng rồi, phải sốt mới tốt được. Nhưng mà sốt thì ngủ, em mất 3 ngày em không ngủ được. Bởi vì là đau quá, trở mình cũng không trở mình được. Rồi 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 đấy. Thế thì đấy, như bố em nói là em phải nghỉ ngơi, ví dụ điện thoại thứ em phải bỏ bớt đi, em phải nghỉ ngơi thì nó Vâng. mới hồi phục nhanh được. Vâng. Thì trong trong bệnh lý cũng thế nhé, bất cứ bệnh lý nào cũng thế. Em ốm thế, ví dụ đợt hôm vừa rồi anh bị ốm 2 ngày, ngày đầu tiên anh bị kiểu là thời tiết mấy hôm nay nó cũng khó chịu mà, xong uống nước đá nhiều nó đau họng, thế người cũng gai gai sút. Anh nghĩ anh bảo mẹ chết mẹ rồi, hay là mình tiếp xúc với mọi người lại hay chẳng may lại bị Sợ. Covid-19 thì lại cũng ho cũng sốt cũng mệt mỏi người đấy. Thế anh mới chấn tĩnh lại, à mình làm về đông y mà. Thế anh bắt đầu anh mới lại lấy một cái điếu ngải danh hơ đấy, nó huyệt ở trên người này đấy. Thế anh hơ xong một điếu thì hết gần 1 tiếng đồng hồ nhá. Anh phải nói là cái ngải cứu và cái huyệt đạo cực kỳ hay. Anh hơ xong cái họng của anh nó bớt đờm mà nó thông hẳn luôn, Ồ. nhưng mà lại kèm theo một triệu chứng nữa là buồn ngủ. Ngải cứu mà xong hả anh? À không, cái ngải cứu, cái điếu gọi là điếu ngải, có nghĩa là Ừ, cái ngải em cứu mình phơi 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 ở dưới bóng râm ấy, mà mình nghiền ra thành dạng bùa, dạng nhung ấy, mà mình cuốn này một cái điếu như điếu xì gà ấy. à thế em Vì chưa ở nghe bao trong đông giờ. y gọi là châm là cứu đâu, châm cứu, châm là dùng kim châm vào huyệt, còn cứu là dùng cái điếu ngải hơ đưa hơi nóng vào huyệt. Đấy Ra là thế. Em đấy, chưa. và cái đấy đấy thì cái ngải cứu thì đông y là vị cay thính ấm, thì tác dụng của nó là trừ phong hàn hăng thấp và cái bệnh lý về thần kinh rất là tốt. Thì anh hơ xong một cái điếu đấy gần 1 tiếng đồng hồ thì anh cái đầu tiên anh cảm giác là gì, người nó nhẹ nhõm này, đờm đờm gần như nó tiêu đi đấy, không biết là đờm nó tiêu đi đâu đấy, nhưng mà tuyệt vời như thế. Và cái họng là nó dịu hẳn đi, nhưng mà nó vẫn còn cảm giác là buồn ngủ hay mệt mỏi ấy. Đấy thì ngày hôm sau anh ngủ nguyên một ngày, ngủ nguyên một ngày thì anh lại bật cái quạt nó phe phẩy, nó cứ thổi thổi ở đầu này, xong anh ngồi gối anh gấp đôi gối lên anh ngủ ly bì không biết gì luôn. Thế là dậy cái là nó bị gọi là đau, bị trúng gió ở phần đầu này, đau cả đầu. Thế thì anh lấy cái lực sừng ấy, anh cạo dọc cái phần này đấy, thế là không À, phải dùng một viên thuốc giảm đau này. lưu Cạo thông thần gió kinh. đấy đấy, thì anh chỉ áp dụng 2 cái phương pháp thôi, điếu ngải và cạo gió, thì anh sau 2 ngày sức khỏe anh lại trở lại bình thường đấy. Hay, hay. Đấy đấy Có thì đúng bạn không, kêu là nếu may mà mắn. xong anh nghĩ là nếu mà dịch bệnh như này mà mình cũng may là có nghề thì mình xử lý được đúng không? Đúng rồi, mình có kiến thức mình biết. Có bạn bên Đấy. em bảo là hay đấy, giờ mới biết thêm. Anh Đấy các bạn thấy hay mà. bác sĩ, các bạn follow bác sĩ đi thì các bạn biết thêm nhiều cái để chỉnh xương Cảm ơn các khớp. bạn. Ok. Đấy. Thì mình trẻ mà, anh quan điểm thứ nhất là trẻ thì mình cái gì mình chia sẻ rất là nhiệt tình, mà mình nên công khai đấy. Bởi vì bây giờ cái gì cũng có mà, quan trọng là mọi người muốn tìm hiểu hay không thôi. Đúng rồi, trên Đấy. mạng cũng nhiều.
nhưng mà ai tiếp thu được nhiều hơn, với cả mọi người hứng như thế nào, mọi người xem Đúng TikTok, rồi, mọi đúng người rồi, đúng rồi, đúng rồi. tìm đến những cái bài học mới thì nó sẽ đỡ thời gian hơn, đỡ phí. Đúng rồi, đúng rồi. Hay như là như TikTok thế, ngày xưa anh bảo là bây giờ một cái y học nó học y là như kiểu hải học ấy, có nghĩa là cái kiến thức ở trong cái y học nó rất là rộng, nó như là biển học, càng học càng thấy mình biết ít mà càng học càng thấy mình ngu. Thế anh bảo làm sao mà mình tổng hợp cái là lượng kiến thức mà trong một cái video TikTok nó khoảng tầm một một phút đổ lại thôi, ví dụ Đúng thế, để mà nó tổng lượng tổng hàm một cái hàm lượng kiến thức rất là nhiều mà để làm sao cho các bạn trẻ hiểu được là đấy. không? Mình cũng phải theo thời, bây giờ mình cũng phải nghiên cứu Ừ. thứ. Đấy 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 đấy. Thế Nghe là là một thời gian ấy, một thời gian ví dụ như là cũng có nhiều người bệnh nhân như em ấy, ví dụ như trẻ như em cũng sinh như em chẳng hạn, đến thì người ta cũng bị đau xương khớp. Thực sự thì anh chia sẻ với em rồi, anh thấy gặp quá nhiều luôn. Đấy. Mà không hiểu sao như là như TikTok thì là cái độ tuổi từ 20 đến 35 quá nhiều, đúng không? Đấy, vâng, thường đúng thường rồi. là cái tỷ lệ người xem TikTok là từ 25 35 quá nhiều. Mà anh không nghĩ là cái lượng người trẻ bị gặp vấn đề về bệnh về thần kinh cơ xương khớp nó quá nhiều như thế đến gặp anh. Đấy. Thì Vâng. anh qua mỗi lần anh đến thì anh điều trị xong thì anh chỉ quay lại cái cuối cùng là cái nắn chỉnh chiropractic ấy. Đấy. Thì chia sẻ lên thì một thời gian sau, ví dụ một thời gian nhé, không biết là sao toàn các bệnh nhân nữ sinh, ví dụ như em toàn người sinh người đẹp đến, nhưng mà đấy là đúng là cái lượng bệnh nhân thật nhé, anh không có thuê, không có gì cả đấy. Thì đến anh bắt đầu anh quay lại thì mọi người bảo ôi gì ông này toàn quảng cáo APA đi, mà không anh chả quảng cáo APA gì, anh cứ đến anh quay bình thường anh chẳng phải thì tạo cái gì cả đấy. Thế là một thời gian sau có những cái bạn ví dụ làm về thương mại điện tử như em hay IT, mọi người bảo là anh nên là đa dạng, ví dụ là chia sẻ đa dạng thì mọi người sẽ hiểu hơn đấy, và cũng đúng thật, bởi vì là ví dụ nhiều người xem clip xong đến bảo anh ơi em bị thoát vị đĩa đệm chẳng hạn, thì anh nắn có liền được không, thế mình bảo thế em có hiểu thoát vị đĩa đệm là gì không, em bị bao nhiêu lâu rồi, thoát vị đĩa đệm mà nó rách cái vòng sợi và nhân nhảy thoát ra rồi, nhưng phải điều trị phải có thời gian, nhưng phải đúng nếu mà nắn chỉnh ấy thì nó chỉ về khớp và nó giảm áp lực lên đĩa đệm thôi, đúng giảm và nó đúng làm cho cái khả năng phục hồi nó cao hơn thôi, còn điều trị nó phải cả một thời gian cả giảm anh và cả em đấy. bây giờ xương khớp mà nắn một cái mà khỏi luôn Ơi, thì thần ai y cũng khỏi. đấy thì có cái mặt thần y, thế là nhiều người xem như thế cũng là mặc định cho anh là à cho ông này chứ chắc là như thế. À, Thì đúng bảo là rồi. ông này ông giống ông Võ Hoàng Yên, mình cả thế mình anh nghĩ bảo mình với ông Võ Hoàng Yên làm gì giống nhau đấy, ví dụ như ông Hoàng Yên ông chữa về cơm điếc, còn mình bị chữa bệnh thần kinh xương khớp là cũng là mặt bệnh nó khác nhau này. Hai nữa là ông ấy chữa 3 ngày, anh không chữa 3 ngày, anh chữa phải có liệu trình. Đau cấp là phải 3 5 ngày. Thế hay thoái hóa thận vị nó khoảng 1 đến 2 tuần, hay 3 tuần ví dụ thế. Hay 1 2 tháng tùy vào thuộc vào bệnh lý, đúng không? Thứ hai nữa là ông Võ Hoàng Yên là ba nữa là ông Hoàng Yên là ông chữa vừa chữa và chạy. Ông chỉ chữa 3 ngày và nay ông ở đây mai ở chỗ khác. Còn anh ở có một địa điểm rõ ràng, công khai rõ ràng. Đấy, có nơi ăn chốn ở, có phòng khám rõ ràng, có địa điểm, có hàng, anh không di Bệnh chuyển. nhân yên tâm hơn. Đấy 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 đúng không, ba là anh chia sẻ công khai có gì anh nói luôn như thế đấy. Có bạn bên em bảo là em hỏi xem ngải cứu có những chức năng gì, có những tác dụng gì. Ngải Cái cứu đấy thì quá thì nhiều nó chức sẽ năng luôn, ví dụ như là em tài ăn cảm. ngải cứu trứng đúng không, Đúng thì rồi nó ạ. chữa về bệnh về đau đầu rất là tốt đúng không, cái ngải cứu mình trà đập băm ra mình cho đập trứng gà rồi mình ăn đúng không. Vâng, đúng rồi. Đấy thì nó chữa về các bệnh lý về đau đầu rất là tốt đúng không? Đấy, còn ngải cứu mà vừa xong anh bảo là nó phơi Đúng rồi. khô ra mà cuốn thành cái điếu ngải thì nó chữa được rất nhiều bệnh. Bởi vì là trong đông y nó quan niệm như này. Bệnh tật sinh ra là khi âm dương mất cân bằng. Em hiểu chưa? Đấy. Bệnh thuộc bệnh âm thì dùng dương dược, mà bệnh dương thì dùng âm dược. Ví dụ bệnh nhiệt thì dùng thuốc thanh nhiệt giải độc. Còn bệnh ngược về hàn, về thấp, về phong ấy, thì dùng thuốc dương dược, thì ngải cứu nó là dương dược. Đấy, đúng không? Đấy, về bệnh về âm như là bị lạnh này, bị nhiễm cảm hay là cái, đúng không? Đấy, thì em phải dùng cái ngải cứu đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đấy. Hay là có thể là siêu âm ngải cứu muối rang, thì có thể là em rang cái muối biển tráng hạt to đấy, em rang nóng lên. Và em bọc một lớp vải với lớp ngải cứu bên ngoài và em chườm dọc theo phần cột sống hay phần đau ấy thì em chữa bệnh đau dây thần kinh rất là tuyệt vời. Có ngải cứu là gì, ăn cũng chữa được bệnh này, chườm như được bệnh này, hơ kia chữa được bệnh, cứ là nó chữa được bệnh rất là nhiều, hoặc là thể là ngâm chân đấy, nó rất nhiều tác dụng. Ừ. Đấy. Hay Cái kiến thức là đấy thì nói chung là trên mạng thì rất là nhiều, nhiều nhưng lắm
Đúng rồi, mình cũng không thể kể hết ở trong cái Đúng rồi live đấy. stream. Nhiều bạn em thấy cũng xem live stream lâu lâu chắc là thấy bác sĩ kể cuốn quá. Thì anh có những hôm ấy livestream là anh chỉ ngồi nói chuyện một mình thôi, cũng toàn bạn nước ngoài vào, bởi vì nick của anh là rất nhiều các bạn nước ngoài, Indonesia hay là Ấn Độ hay là Thái Lan hay Malaysia, đông lắm. Thì mọi người vào toàn hỏi tiếng lòng anh, là mất công anh dịch ra cho anh, nhưng mà anh bảo mình dịch ra mình nói chuyện thì mọi người không hiểu bởi vì là mình nói tiếng Việt. Đúng Đấy, rồi. đấy thì hôm nay thì thực ra thì đến bây giờ anh nói là cũng khoảng tầm gần 2 tiếng rồi, nhưng mà Vâng. ví dụ mình nói thứ nhất là cùng đúng với người hỏi đúng không, có nghĩa là Đúng nó cùng tần số cùng hỏi thì mình rất muốn chia sẻ đấy. rồi. Đúng rồi. Vậy anh like là cũng lâu phết rồi đấy nhỉ. Khát nước. Em cũng phải có cái nước ở đây để em uống, khát lắm. Đúng rồi, em hình như là cũng chơi TikTok lâu nhỉ. Không, nick này của em là mới chơi 4 tháng rưỡi. Em chia sẻ với hay đăng video chia sẻ với những cái gì đấy. À, em đăng video hướng dẫn phối đồ quần áo. Ok, online. Tuyệt Xong vời. Thế là rồi lên bạn bạn lên tích xanh lên hot thôi anh ơi không dám. Em TikTok thì gọi là chưa? hên Nói chung là TikTok thì cái gì có một cái giai đoạn đó, xui. nó đúng không? Facebook hay là YouTube hay TikTok thì nó đều có nguyên tắc của nó và những giai đoạn của nó thôi. Mình Đúng rồi. chắc Bây giờ em thấy TikTok nó cũng bóp bóp tương tác. chắn Thì nổi rồi. thì vẫn cứ nổi thôi, nhưng mà Đúng em rồi. cảm nhận thấy nhiều người cũng cảm nhận thấy là nó cũng bóp tương tác một ít Đúng. rồi. Bởi vì cái TikTok, cái nền tảng của TikTok là nó khác hoàn toàn với các cái khác. Bởi Vâng. vì là TikTok thì em chỉ được trên cái video ấy thì em đăng ấy, em chỉ được chia sẻ thôi. Chứ em không được nói địa chỉ hay số điện thoại hay bán hàng gì ở đây. Vâng. Đúng không? Nhưng mà Vâng. TikTok thì nó một cái gọi là có cái đường link ấy, thì mọi người thực sự quan tâm thì có thể ấn vào link đấy, nhưng mà những người xem TikTok thì không phải ai cũng hiểu vấn đề đó. Đấy. Đúng. Tại sao em xem đi và xem nick của anh ấy thì có những video lên 30 triệu view, hàng mười mấy triệu, mười mười mấy nghìn người hỏi nhưng mà anh không trả lời bởi vì là anh đã có thông tin rồi. Thực sự mọi người quan tâm thì anh sẽ trao đổi qua đó, anh không chia sẻ đấy, anh không Nếu trả không lời trực thì tiếp được. anh ghim bình luận của một ai đó, xong rồi anh trả lời người đó bảo là mình có để ở trên link tiểu sử nhé. Đấy, kiểu anh ghim bình luận ấy, xong rồi anh trả lời người sẽ gọi là biết hơn. Ok, anh sẽ học cách học chiêu này của em. Em hay thế, cho đỡ thì ấy. Em play cũng lâu rồi, chắc là đến giờ em phải chuẩn bị các thứ đi ngủ. Anh em ok mình ok follow cái nhỉ? em follow anh đi, xong rồi nhắn tin cho anh đi, bởi vì anh không biết là anh follow như nào. À thế ạ, anh ấn vào dấu cộng nghe anh. Ấn vào vào dấu cộng ở bên em ấy, đích em ấy. Dấu cộng mà. Dấu cộng chỗ nào nhỉ? Dấu cộng cái ở phần ở dưới này anh. Cái nick của em ấy. À, follow đây rồi. Ôi rồi ôi, kinh phết đây đây. 53 người follow à? 260 mấy nghìn lượt thích đây. Bình thường anh ơi, bình thường lắm. Bây giờ em đi công tác rồi. Em follow nhiều người thế. Toàn bạn em ấy chứ. À không, tức là em follow những cái, thứ nhất là những người ở làm thời trang TikTok về phối đồ giống như em follow để em học hỏi. Và tên người thứ hai là bạn mà em quen. Đấy, em chỉ có cái đấy thôi, chứ em không follow linh tinh. Những anh là em sẽ follow, còn em không follow người lạ mà em không biết. Đấy, kiểu Ok. Em tên là như thế. Thảo đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Kết Ok. bạn Facebook đi anh. Có gì anh em mình giao lưu. Ok em nhé. Anh Cũng đi muộn rồi. Ok thì anh không biết tắt kiểu gì, em tắt giúp anh nhé. vâng vâng ok anh, em chào anh Chúc nha, chào mọi người nhá, chúc ngủ ngon. em chào mọi người bên anh. Em chào À, anh. chào mọi người bên Thảo nhá, chào tất cả mọi người. Ok cả nhà. Thì thời gian cũng đã muộn rồi, thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem live ở Sơn nhé. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.